Bây giờ mình đi kiểm tra 100 cái vừa mới đóng. Có cái túi khí nó có bị xì cái nào không? Để kiểm tra là thứ nhất là cái chất lượng sản phẩm. Thường cái này khi mình bơm mà cái nào bị xì là thường trong vòng khoảng 15 phút nửa tiếng là mình sẽ biết kết quả ngay. Và cái khí này nó rất là dễ nó bay ra ngoài, nó nặng hơn không khí nên nó bay ra ngoài rất là nhanh. Với lại cái bịch nó có độ đàn hồi nên nó sẽ rút lại và đẩy cái khí ra ngoài hết. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra. Cái này là mình vừa mới đi đóng và bơm hồi nãy. Như thế này là nó còn đó, nên khỏi cần bóp nữa, nhìn là biết thôi. Ở đây có một số cây bị bệnh nên người ta không có dùng, người ta đợi qua mùa mưa để cho cây nó dưỡng bệnh xong thì mới lấy mủ. Ở đây hiện ra phần cây nó bị vết sọc. Đi làm mình mang cái này bỏ vô à, rất là tiện, cái ra nó cũng đỡ dễ dàng hơn mà nó cũng đỡ bị xúc mấy cái này với cái này khi mà mình khua nó vô nhau. Cái nào xẹp cái này em biết liền à. Thành ra nhìn là hai dẹp lép chứ mình chưa bơm. Tự nó ra, tại vì cái khí này nó nặng hơn không khí á, nên nó ra rất là nhanh. Với lại cái bao ni lông nó có sự đàn hồi nữa thì nó tự nó đẩy khí nó ra. Hàng này đi từ dưới lên kiểm tra cho nó dễ, nó thuận. Đi từ trên xuống phải ngoái cái đầu lại. Cái đây thì bơm 80
thêm đóng cái là đi không có cái nào bị xì hết. Đóng cái cây này nó cũng già rồi cho nên nó sao mà biết có xì. Nó tự động nó đẩy khí ra hết rồi chị. Có nghĩa là nó xẹp cái này xuống. Đúng rồi, đợi 5 phút là nó xẹp xuống liền. À. 15 phút chín là nó ra. Đóng sâu vô có sao không? Nói chung là mình cứ canh cái cử da mình chỉnh là cái đóng à, nó không bị. Chưa có cái nào bị hết. Đúng rồi. Cái vườn này thì dưới Đồng Nai, trước đó là có lên thành phố mua hàng và về làm, nhưng mà đóng bị xì khí nhiều quá nên mình mới xuống mình coi. Mình hướng dẫn đóng lại. Để khắc phục ngay chứ không phải là mất uy tín. Người ta bỏ số tiền lớn người ta mua. Giờ người ta thấy làm bị xì là người ta thấy rung rồi đó. Xuống hướng dẫn lại, làm lại để ta biết cách ta làm. Rồi, tới đây là hết 100 cây mình đóng demo để hướng dẫn.